và ta luồn, đó là luồn ngón, ví dụ này đô rê mi fa sol si đô, rồi ta bắt ta trở về đô si la sol ta đã bắt à, ta nghe là ta à, bắt ngón các bạn ta làm lại nha. Đô đô rê mi fa sol la si đô, rồi ta trở về đô si la sol fa à, ta bắt ngón, đó là luồn ngón và bắt ngón các bạn ha. Đô ngón, tức là ta đánh ngón ba lên đây ha, ta làm lại đô rê mi à, ta luồn xuống ba son la si đô, rồi đô si la son mi à, đó là luồn ngón bắt ngón các bạn. Rồi tiếp tiếp tức là được thâu ngón và chụm ngón các bạn, thẳng ngón hay thâu ngón. Chẳng hạn như ta thấy trong cái dạng ngón á, dạng ngón ta đánh dùng trong cái bài này các bạn, cái bài năm ngón tay ngoài chẳng hạn à, ta sẽ có cái lực giãn ngón, ta sẽ coi cái cấu trúc của cái bài đó ha. Các bạn sẽ thấy cái bài năm ngón tay ngoài các bạn ha, nó đồ hai ngón một đồ đồ mi đồ mi son hai đồ đồ là pha la đô la pha la son, ta sẽ giãn ngón các bạn, cái tay giãn ra giống như khi chúng ta chạy hợp âm vậy đó ha, các bạn thấy trong này à. Nó dễ dàng vậy ha, đánh vậy đồ nè ha, các bạn sẽ đánh vậy ha, nó dàng tay nè đồ mi son hai đô đô la hai pha la đô la pha la son, ta làm lại đồ mi à, đồ son hai một hai ba mi son hai đô đô la pha la hoặc là ta giãn ngón trong cái phần mà điểm hoặc là điểm 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 xỉu rắp vân 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 ha. Trong cái luật mà đánh 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 ta gọi là thâu ngón hay chụm ngón, ta thấy chứng minh bài này các bạn, như bài này nếu ta không chụm ngón thì ta sẽ bị kẹt, bị tay ta không đánh được ha, cho bài này ta sẽ chụm ngón, ta sẽ giãn ngón ra si đô mi rê, ta dùng ngón lên ta giãn ngón ra hai ba la son mi mi đô rê mi đô à, cho ta đánh được các bạn chỗ này nè, như ta không dễ chụm nè mi đô rê, ta phải chụm ngón, chụm ngón tức là thâu ngón các bạn, thâu ngón ta đánh như thế này, ta đánh ngón ba ngón một và ngón bốn rồi mi ta kéo ngón ra à, chúng ta sẽ cái bài đó đó chúng ta không có chụm ngón chỗ này thì ta đánh cũng được ha. Ta làm lại ha, son đô ha, son đô hai, son đô hai si đô mi rê mi đô à, ta giãn ngón ra mi mi, ta đánh ngón là hai ba la son mi mi đô rê à, ta thâu ngón qua đô rê ta giãn ra đó, thâu ngón là như vậy các bạn, thì chúng ta thâu ngón này chúng ta kéo qua phía này ha, nó làm lại son đô ha si đô mi đô mi mi son la hai ba la son mi mi đô rê mi đô la son đô. Ok, thì đi đến một cái lực khác, tức là gọi là thế ngón ngầm các bạn, và thế ngón vàng. Thế ngón ngầm là thế nào các bạn, ta coi trong cái bài có chim non này ha, đến vậy nè hai son mi son à, ta muốn đánh ngón này ta phải thế ngón này qua, thế ngón hai bằng ngón một mà cho không cho bật phím lên các bạn, là ta đánh mi mi rê hai rê rê đô hai đô 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 rê mi rê son la son rê mi rê đô, tức ta làm lại các bạn ha, đô 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 ha, vậy nè đô 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 hai son mi son
ta muốn đánh nó đứt mây thì ta phải thấy ngón nằm, tôi đặt ngón này, đặt ngón này cho nó không bật phím lên thì ta thấy ngón hai bằng ngón một, người ta mới kéo ra được ha nè, ta làm lại, son mây son, thấy ngón hai bằng ngón một rồi ta đánh mây mây ha, mây mây re ha, re re đô ha, đô 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 ha, re mi re, son la son, re mi re, đó là thấy ngón, thế ngón ngầm các bạn. Còn thế ngón vàng, thế ngón vàng là khi ta gặp nhiều nó đánh cùng một lúc các bạn, nhiều một lúc đánh cùng một lúc đó, giống như cái bài mà chúng ta đánh cái bài Điện Bước Giang Hồ các bạn, hay ta đánh vậy nè, ta nhiều nó ta phải đánh vậy các bạn. À, nhiều nó móc đơn, mấy dù ta đánh mấy nè, ta đợi thấy ngón vào nó, thấy ngón đình nó phải vàng lên nè các bạn ha, mấy mấy rồi thì đồ ra gì đê 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 đồ, ta đánh như vậy thì cái kỹ thuật cái tiếng nó mới hay được các bạn ha. Ta làm lại ha, mấy mấy ha nè, mấy mấy là mấy mấy là gì đồ là mấy là thấy ngón vàng các bạn. Rồi chúng ta thấy một cái hình thức khác là chúng ta đang mượn ngón các bạn, mượn ngón là ta đánh, khi ta đánh một lúc ta đánh vậy ha, đô re mi fa sol lá ta đánh được, thấy không? Thì ta sẽ mượn ngón này trước, tức là bắt ngón trước các bạn ha. Ta bắt ngón này trước, ta đặt như vậy gọi là mượn ngón ha. Đô re mi ha, đô re mi fa sol la sol ba mi la, đó là chéo ngón trước các bạn để chúng ta đánh mới nhanh được. Rồi một hình thức khác nữa các bạn, tức là tức đánh chéo ngón. Chúng ta sẽ phân tích trong cái bài Love Is Blue sau đây. Sau đây chúng ta có cái luật đánh chéo ngón các bạn. Đánh chéo ngón là như vậy các bạn. Ở trong đây tác giả Ngô Thắng có cái bài Love Is Blue đọc đoạn giữa, ta thấy không? Đô hai, rê hai, mi hai, ba, đô là fa mây. Chúng ta sẽ đánh trên bài, đánh cái gì vậy các bạn? Đô hai, rê hai, mây hai, ba, đô là thay cho đánh cái này thì ngón này nó sẽ nó chạy lên đây, ta đánh vậy, ta đánh chéo ngón, tức là ta đánh nó pha bằng ngón bốn, mây ta đánh ngón năm, thấy chưa? Thì cái ngón sẽ tiện hơn các bạn, có nhiều trường hợp nó sẽ xuất phát như vậy. Còn có một hình thức khác các bạn, đó là tức là người ta gọi là hình thức lướt ngón cái các bạn, chẳng hạn như ta sẽ đánh lướt ngón cái là vậy, tức là ngón cái sẽ chạy liên tục các bạn, ví dụ nè, ta sẽ đánh như các bạn, ngón cái sẽ lướt nè, rồi lướt nữa, rồi ta sẽ đánh như các bạn ha, sau đó sẽ cái ngón cái sẽ lướt phím ba một rồi si đô rê rồi rê mi fa son la son la si đô rê, đánh lẹ được các bạn ha, ta làm lại nha, si đô rê rê mi fa si rê mi fa son la son rê mi fa son la son rê mi fa son la son la. Chúng ta không đánh ngón út các bạn nó mới nhanh được ha, ta làm lại, si đó là trong cái bài Love You, gì đó, Love You More Than I Can Say các bạn ha. Rồi xin cảm ơn các bạn. Tóm tắt lực năm ngón các bạn, lực ngón trên organ, lực năm ngón thì nó gồm có năm ngón thể nền, thể nền các bạn, ngón tay đặt về là ngón thể nền, năm ngón thể đạo một, năm ngón thể đạo hai. Suy ra như vậy sau này chúng biết là chúng ta học tới cái bài mà có cái âm gia có cái bắt đầu bằng cái re trưởng thì nó năm ngón thể nền là gì các bạn ha. Rồi thể nền thể đạo một, thể đạo một thì nó sẽ lên các bạn ha, thể đạo một thì
các ngón nó sẽ nâng lên, ví dụ ngón đây đó, 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 ngón hai là mi đây. Đào thế nên là sẽ đảo một sẽ nằm các bạn ha, rồi thế đảo hai là à, nó sẽ đặt khác các bạn ha, à, sẽ đặt khác, tại vì nó đặt ở sau nó sẽ phải là các bạn ha, đó là năm ngón thể các thể, còn lượng ngón mà là có ngón thì ta nhớ là đánh đồ đây, đây có lượng ngón ha. Ta sẽ áp dụng mấy cái này trong mấy cái bài bài nhạc để cho đánh cái kỹ thuật cho nó hay các bạn. Chẳng hạn như thấy ngón vàng, thấy ngón ngầm, mượn ngón để cho kỹ thuật chúng ta không có bị phạm lỗi. Xin cảm ơn các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình học 2015. Sau đây là chúng ta đi đến cái bài cùng bước điệu các bạn. Bài này cũng hai hợp âm ha. À, đồ son pha hai, mây rê đồ rê mây. Đồ son pha, chúng ta đổi này các bạn, mi rê đồ hai, đồ đồ đồ, à, chúng ta sẽ thâu bài đó nha các bạn, xin cảm ơn các bạn. À, chúng ta sẽ bắt đầu đánh bài này các bạn ha, chúng ta sẽ mix cái này lại ha. Cái bài cho niềm vui các bạn, bài này á, thì chúng ta có cái điểm ngắt ở đây này các bạn ha, chấm chấm ta phải ngắt ra, ta sẽ làm lại mây mây pha son son pha mây rê đồ đồ rê mây mây hai rê rê hai, rồi chúng ta có thể ra đánh cái chỗ này, bỏ cái này đến sau luôn ha, mây mây pha son son pha mây rê đồ đồ rê mi rê đồ đồ, chúng ta làm lại mây mây pha, mây mây pha son son pha mây rê đồ đồ rê mi, mấy đổi cho này các bạn, rê rê hai mây mây pha son son pha mây rê đồ đồ rê mi rê đồ đồ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vô, à đúng rồi, anh sẽ có cái có thể đánh nè, mây mây pha son son pha mây rê đồ đồ rê mây mây hai rê hai, mây mây pha son son pha mây rê đồ đồ rê mây rê đồ. Chúng ta có thể làm cái tempo là chậm lại chút thôi ha, rồi làm lại các bạn. Ta sẽ đánh cái bài ABC xong các bạn. ABC xong này á thì chúng ta phải dùng năm ngón giảng, tại vì nếu không á chúng ta sẽ bị nhảy cò cò ha các bạn ha. Cái chỗ này. Đồ đồ son son la la son hai pa pa mây mây rê rê đồ hai son son pa pa mây mây, tới đổi cho các bạn, rê son son pa pa
mây mây, thế chúng ta làm lại. Đồ đồ son son, la la son, hai ba ba mây mây, rê rê đồ son son, ba ba mây mây, rê hai son son, ba ba mây mây, rê. Bây giờ chúng ta sẽ lên nhạc luôn các bạn ha, cũng bài đó luôn ha. Ta phiêu giờ, cái này chúng ta sẽ đánh cái này các bạn. Ta sẽ giãn tay rồi, thấy không? Ta giãn thế này. Ta thay vì ta đánh nhảy các bạn, ta đánh nhảy thì ta phải giãn tay ra. Nếu đánh như vậy ta sẽ bị nhảy cò cò, ta đánh. Chứ ta không có chung là đâu đâu, thấy không? Các bạn rất là quan trọng, tại vì nó sẽ đổi học âm rất là nhiều ha, và nhịp nó có đi dẫn nè. Đô là đầu tiên là nước đô ha, đô hai rê mi rê hai ba bốn, nó tròn bốn.